Chào các bạn, tôi đến khu du lịch sinh thái Thủy Châu. Đó. Thủy Châu. Nó nằm ở tỉnh Bình Dương. Cũng cách Sài Gòn cũng mười mấy cây số. Đây là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Đường này lớn lắm. Một bên là tới 4 lần xe lận. Đây là ngõ vào. Bây giờ chúng tôi đi vô coi bên này có gì. Điểm bán cho thuê quần áo bơi. Đó, mấy anh chìm mới kiểu dưới kìa. Giờ chúng ta đi dạo có cái gì không? Ồ, ở đây có nước rồi. Lên đây quậy thử coi. Nước sôi nổi ha. Cái nước nó bơm lên. Rồi cho người ta tắm nè. Để coi cầu. Giờ mình đi ngang cái cầu. Có cây bông trước chắc bông giả. Rồi bán cà lem đây. Hot dog. Ồ, cái này chỗ nào cũng có nước rồi. Là chỗ nào có nước rồi có những cái quầy bán đồ ăn. Ăn ở dưới luôn, sáng cho ăn. Đây cũng có cái cầu nữa nè. Nước ở trong kia không, mà ở đây không ai tắm ở đây. Ở đây có cái thác nước đây. Thấy cái thác nước rồi, nó thác nước giả. Đây người ta ngồi cho người ta ăn, ăn uống được kia. Đâu có đá có nước hả? Rồi cái cầu đó. Rồi bán đồ. Lắm, em đổ mấy loại rồi. Cầu đều đứt chụp hình cũng đẹp. Độ sâu 1,5 thước dưới. Đem có hồ nước cho mấy đứa nhỏ thôi. Đó, mấy đứa em tắm ở đây. Nước cũng trong nữa. Đường hầm qua Tây Trường Sơn.
Rồi qua đây coi có gì không. Đông Trường Sơn ở qua đây Tây Trường Sơn cũng có gì. Tiệm nước Cô Ba. Đây thì có mấy có cái hồ nước. Nhưng mà hồ này cũng hồ dơ. Mấy cái trước này nó chắc có chỗ lên cho ta ăn uống nè. Tìm dòng thử coi. Đây là chỗ cho nít chơi. Có chỗ massage. Đây cái nhà để cho nghỉ mát thôi chứ không có gì. Bà hồ. Chỗ này mục đích là đến đang tắm dưới ngồi đang dưới nước nó mát khi trời nóng nực. Thì xung quanh thì cảnh vật cũng đẹp, nhiều cây cỏ, có bóng mát nhiều nè, đi dài 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 thì nó mát để ta ngồi chơi ăn uống này kia. Đây là một cái khu du lịch cũng rất lớn, hơn 18 mẫu. Đây đường đi có hai bên có cây rất là mát mẻ. Đây nó làm cái hồ bơi cũng lớn nhưng mà bữa nay sẽ không thấy ai tắm chắc rồi. Ít người quá không mở cửa đó. Hồ bơi đây, bơi này cũng lớn, có nước phun lên đó. Hôm nay chắc không ai tắm rồi, biết nó có mở cửa không. Cái đường này rất là mát, hai bên cây cỏ. Chim là hót nữa. Quán cà phê đây, nước mía đây kia mà nay không có ai bán. Đây. Đây nó có cái quầy giải khát, nước ép trái cây sinh tố cà phê mà nay không có ai. Chắc là lẽ weekend họ mới đến đông. Đây cũng có cái hồ. Nước mà này nước là xanh quá bây giờ tàu để chơi thôi. À, cá sấu nước ngọt, nó có cá sấu. À, đây cá sấu này chi nước nó hơi dơ, chỗ này là cắm vô đó, nó có cá sấu này, có cá sấu đó. Quay lớn cho các bạn đó, nó nằm đó đó, thấy chưa. Sáu để có mấy cái ăn hàng bán đồ ăn bán này kia, bán áo tắm. Trước có nhiều người tắm ha.
tắm. Đi là biết đâu. Nước phun lên là ta tắm mà. Đây có cái hồ đó nè. Có cái hồ nước, với cái hồ nước các bạn thấy có cho mướn ghe chèo. Đó đây rồi, cái hồ này cũng lớn. Đó, hồ này cũng lớn. Xa có mấy cái nhà rơm nắp bà làm bằng rơm. Hồ này cũng khá lớn ha. Đây là kem Ý. Đó một cái ly vậy. Để ngồi đây ăn ha. Đó giờ mệt rồi giờ đi đã rồi giờ ngồi đây ăn kem Ý này. Có ba cái vị là dâu với đậu phộng với cái gì đó. Ở đây người ta tắm, người ta ngâm chân nữa, ngồi ngâm chân ở gần tắm cũng được, ngâm cho nó mát. Rồi, ngâm chân nữa. Đây bán là bán các thức ăn bị xào, cơm chiên, lẩu thái, đủ thứ á. Làm cái nhà gọi là có mái bằng bằng tranh, bằng rơm mà. Là bằng lá dừa đúng không? Là bằng lá dừa cũng đẹp, nó làm cho mát. Đó là cho ta đây gần cái hồ nước, làm cái nhà này để cho ta nghỉ mát cũng thoải mái. Đó, giờ đi dài cái nhà này. Nay vắng chứ mà ngày thường chắc đông, ngày chủ nhật thứ bảy nhật chắc đông. Bây giờ nóng quá ngồi đây ngâm chân thôi, không có tắm. Đó. Đây ngâm chân đây, ngâm chân thôi. Đó đây rất là mát, ngâm chân thôi, không có cho nó mát thôi chứ không có tắm. Đó, quay cảnh xung quanh cho các bạn thấy rất xa có người ta tắm đó. Cây cầu hôm trước cây cầu á, có mấy người ta lên là chụp hình lên đó. Là xa có thác nước nó chảy. Mát quá, ngâm chân mát quá. Dứt video. Chào các bạn, hẹn các bạn video kỳ sau. Bye bye.